đi đá bóng mà có thêm một cái dòng suối như thế này thì tắm xong đá xong rồi tắm, hoặc là tắm trước không rồi đá. Ừ. Đây suối từ núi chảy xuống nha. Đây là chuẩn bị mặt bằng làm sân bóng nha. Đây đây các bạn, một sân bóng sắp được hình thành. Ôi con bò với con chó là hai đối thủ thi đấu ngày hôm nay nha. Ôi không được kích tướng, từ từ đã, để con bò lên đã. Đây các bạn, sắp bóng nha. Đây có một cái ao nữa, các bạn thích câu cá lúc cũng được.